Chào mừng các bạn đã đến với TVT Movie. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tác phẩm Bích Huyết Kiếm nhé. Giới thiệu tác phẩm, Bích Huyết Kiếm là một tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung, được đăng lần đầu tiên trên Hương Cảng Thương Báo từ ngày 1 tháng 1 năm 1956 đến ngày 31 tháng 12 năm 1956. Một số nhân vật trong Bích Huyết Kiếm cũng xuất hiện trong Lộc Đỉnh Ký. Bích Huyết Kiếm được chuyển thể thành phim với nhiều phiên bản nổi tiếng như Bích Huyết Kiếm năm 1985 với sự tham gia của các diễn viên Huỳnh Nhật Hoa, Mao Thuấn Quân, Miêu Kiểu Vĩ, Tăng Khánh Du, Trần Tú Châu, Trang Tịnh Nhi. Tân Bích Huyết Kiếm, Khí Phách Anh Hùng năm 2000 với sự tham gia của các diễn viên Lâm Gia Đống, Giang Hoa, Sa Thi Mạn, Ngô Mỹ Hạnh, Quan Bảo Tuệ, Mã Đức Trung, Mạch Trường Thanh. Tân Bích Huyết Kiếm năm 2007 với sự tham gia của các diễn viên Đậu Chí Khổng, Huỳnh Thánh Y, Tiêu Ân Tuấn, Tôn Phi Phi. Các bạn đang xem video trên kênh TVT Movie, hãy nhấn thích và chia sẻ video nhé. Tóm tắt tác phẩm, bối cảnh câu chuyện ở vào cuối thời nhà Minh 1630 đến 1644, tướng lĩnh Viên Sủng Hoán bị kẻ xấu cáo buộc oan tư thông với ngoại viên và bị hoàng đế Sủng Trinh xử tử. Con trai Viên Sủng Hoán là Viên Thừa Chí được bảo vệ tính mạng thoát khỏi sự truy lùng gắt gao của An Kiếm Thanh và Tào Công Công khi còn nhỏ được đưa đến núi Hoa Sơn và được Mục Nhân Thanh truyền thụ võ nghệ. Trên núi Hoa Sơn, Viên Thừa Chí tình cờ phát hiện ra Kim Xà Kiếm và Kim Xà Bí Kíp, di vật của Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nghi sau khi mất để lại và học được kiếm thuật thật sự của Hạ Tuyết Nghi. Sau đó Viên Thừa Chí gặp được Hạ Thanh Thanh, con gái ruột của Hạ Tuyết Nghi và Ôn Nghi. Hạ Thanh Thanh đã đi theo Viên Thừa Chí sau đó bị đuổi khỏi nhà họ Ôn, hai người yêu nhau. Để trả thù cho cha mình, Viên Thừa Chí gia nhập lực lượng khởi nghĩa do Sấm Vương Lý Tự Thành lãnh đạo nhằm lật đổ triều đình nhà Minh. Viên Thừa Chí giúp nghĩa quân lấy lại số vàng đã bị gia đình họ Ôn lấy, cùng với Thanh Thanh khám phá ra kho báu ở Nam Kinh mà Kim Xà Lang Quân lúc còn sống chưa kiếm ra được và dùng để cung cấp tài chính cho nghĩa quân. Nhiều nghĩa sĩ giang hồ đã kết bạn và nguyện trung thành với Viên Thừa Chí khi biết chàng là con trai ruột của Viên Sủng Hoán. Họ suy tôn Viên Thừa Chí thành minh chủ của bảy tỉnh, tổ chức thành nghĩa quân nhằm bảo vệ đất nước trước sự xâm lược của quân Mãn Châu phía Bắc. Để giúp Sấm Vương, Viên Thừa Chí cùng bằng hữu giang hồ tiến hành phá hủy đại pháo do người Tây Dương cung cấp cho triều đình đàn áp nhân dân. Sau đó chàng lèn sang kinh đô Mãn Châu nhằm mưu sát Hoàng Thái Cực nhưng không thành công. Mặc dù căm thù Hoàng đế Sùng Trinh sát hại cha mình, nhưng Viên Thừa Chí vẫn cứu thoát Sùng Trinh khỏi mưu đồ phế lập của Huệ Vương. Trong thời gian đó, chàng quen biết Hà Thiết Thủ, giáo chủ Ngũ Độc Giáo và là người cùng phe với Huệ Vương, giúp cô cải tà quy chính và thu nhận làm đệ tử. A Cửu, tức Trường Bình Công Chúa, con gái vua Sùng Trinh yêu Viên Thừa Chí và chàng cũng phân vân không dứt khoát giữa A Cửu và Thanh Thanh. Lý Tự Thành sau khi đánh chiếm Bắc Kinh, bức tử vua Sùng Trinh đã không thực hiện lời hứa về việc đưa dân nghèo thoát khỏi cảnh nghèo khổ lầm than, ngược lại còn dung túng cho quân sĩ cướp bóc hãm hiếp lê dân, còn bản thân Lý Tự Thành thì đắm chìm vào rượu ngon gái đẹp, nghe lời sàm nịnh giết chết Lý Nham là người trung thành với mình. Viên Thừa Chí quá thất vọng nên quyết định ra đi. Quân Mãn Châu với sự trợ giúp của Ngô Tam Quế vượt qua Sơn Hải Quan tiến vào Trung Nguyên, đánh bại Lý Tự Thành và lập ra nhà Thanh. Viên Thừa Chí biết rằng Trung Quốc đã hoàn toàn rơi vào tay người Mãn, chàng nhận ra rằng mình không thể đảo ngược được tình hình, nên quyết định cùng Thanh Thanh và bằng hữu giang hồ Chu Du hải ngoại, định cư tại hải đảo mà ngày nay là Brunei. Nhân vật chính trong tác phẩm, Viên Sùng Hoán, tướng lĩnh đời Minh và là cha của nhân vật chính Viên Thừa Chí. Ông là một danh tướng chống Mãn thời Minh, tuy xuất thân là một văn thần, đỗ tiến sĩ, nhưng ông được biết đến nhiều hơn với tư cách là một chỉ huy quân sự, từng nhiều lần đánh bại quân Hậu Kim đầu thế kỷ 16. Ông là anh hùng dân tộc Trung Quốc với chiến công chặn đứng nhà Thanh. Ông cùng với Tần Lương Ngọc là hai danh tướng nổi tiếng thời Minh Mạt. Ông nhận trách nhiệm bảo vệ biên giới phía Bắc trước sự xâm lược của Mãn Thanh. Viên Sùng Hoán bị vu cáo oan tư thông với ngoại bang và bị Hoàng đế Sùng Trinh xử tử. Sau khi Viên Sùng Hoán chết, quân Thanh lập tức hoạt động mạnh, chiếm lại thế chủ động trên chiến trường. Lúc này, Sùng Trinh mới biết sai lầm của mình, nhưng nhất định không chịu thừa nhận. Viên Sùng Hoán về sau được Hoàng đế nhà Thanh là Càn Long Minh Oan. Ông được người dân Trung Quốc vô cùng sùng bái, đúc tượng ở nhiều nơi. Mộ Viên Sùng Hoán ngày nay cũng trở thành di tích lịch sử của Trung Quốc. Viên Thừa Chí, nhân vật chính của tác phẩm, con trai Viên Sùng Hoán, đệ tử thứ ba của Mục Nhân Thanh phái Hoa Sơn, tính khí hòa nhã,
Viên Thừa Chí cũng học được võ công thật sự của Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nghi thông qua bộ Kim Xà Bí Kíp, trở thành minh chủ bảy tỉnh đứng đầu Kim Xà Doanh trong lực lượng khởi nghĩa của Lý Tự Thành. Sau khi nhà Minh sụp đổ, cùng mọi người rời bỏ quê hương, chàng cùng yêu thương hai người con gái Thanh Thanh và A Cửu, nhưng cuối cùng đã lựa chọn nguyện chăm sóc và bảo vệ mối tình đầu của mình mãi mãi. Hạ Thanh Thanh, còn có tên là Ôn Thanh Thanh, con gái thủy mị, dễ thương, hay ghen có trí nhớ hơn người lại thêm tính khôn ngoan của Hạ Tuyết Nghi và Ôn Nghi. Cô là người Kỳ Tiên phái ở Chiết Giang, thành viên của gia đình họ Ôn, nên từ nhỏ nàng thích gì được nấy, nhưng luôn bị hắt hủi trong dòng tộc họ Ôn. Thanh Thanh là cô gái xinh đẹp, thông minh và rất có khí chất. Nàng thổi sáo hay, võ công tài giỏi, mưu trí không thua bất cứ bậc nam tử đại trượng phu nào, nên được Thừa Chí tôn trọng và yêu thương. Nàng cũng rất yêu Viên Thừa Chí, nên sau khi mẹ cô bị Ôn gia xa lánh thấy tuổi thân khi biết Kim Xà Lang Quân đã mất và để lại tuyệt bút, vì có linh tính nghĩ rằng hương hồn của chồng sau khi chết không được siêu thoát và cô đơn lẻ bóng một mình vì gây ra nhiều tội ác với nhà họ Ôn thời quá khứ, cũng như muốn ở bên cạnh mãi mãi với hương hồn của chồng mình, nên quyết định lựa chọn cái chết bằng cách dùng kim xà chùy đâm vào thân thể cô. Sau khi mẹ cô mất, cô đã đi theo Viên Thừa Chí làm bạn đồng hành. Thanh Thanh hay ghen với những thiếu nữ có quan hệ với Viên Thừa Chí như An Tiểu Tuệ bạn Thanh Mai Trúc Mã, mỹ nhân Tiêu Uyển Nhi xinh đẹp, Hành Nhã và thậm chí là A Cửu, công chúa tài sắc vẹn toàn của Hoàng đế Sùng Trinh. Cô gái khiến Viên Thừa Chí ngày nhớ đêm mong vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, như hoa như ngọc của nàng, nên Thanh Thanh xem là kẻ thù cướp mất người nàng yêu nhất. Nàng được ví như một bông hoa đẹp nhưng có gai nhọn và rất độc. Sau khi nhà Minh sụp đổ, Thanh Thanh cùng Viên Thừa Chí rời bỏ quê hương, vui vẻ bên nhau trọn đời đi cùng với giáo chủ của Ngũ Độc Giáo Hà Thiết Thủ Tiêu Thục Thận. Nàng chấp nhận tha thứ cho chàng họ Viên tội thiếu trung thủy. A Cửu, tức Trường Bình công chúa, con gái yêu của vua Sùng Trinh, kẻ thù giết cha của Thừa Chí. Cô có vẻ đẹp khuynh đảo thành tự, thanh lệ, cao nhã, với làn da trắng, đôi má đỏ hồng, đôi mắt to và sáng, cặp chân mày cong vút, giọng nói trong trèo, thân thể quý phái, tính tình khả ái, dịu dàng, giàu lòng trắc ẩn, giỏi thi ca họa và âm nhạc, là đồ đệ của Trình Thanh Trúc, bang chủ Thanh Trúc Bang. Sau đó tình cờ gặp và yêu say đắm Viên Thừa Chí, hy sinh cho chàng nhiều thứ. Khi Lý Tự Thành tấn công Bắc Kinh nhà Minh, A Cử bị Sùng Trinh chặt đứt một cánh tay, nhưng đã được Viên Thừa Chí cứu sống. Cuối tiểu thuyết, A Cử quyết định cắt đứt tình cảm với Viên Thừa Chí, mặc dù còn rất nặng tình với chàng, và xuất gia làm ni cô, bái Mộc Tang đạo nhân làm sư phụ, lấy pháp danh là Cửu Nạn, sống cuộc đời buồn nhiều hơn là vui. Cô cũng xuất hiện lại trong Lộc Đỉnh Ký. Hạ Tuyết Nghi, hiệu là Kim Xà Lang Quân, võ nghệ cao cường với Kim Xà Kiếm Pháp và Kim Xà Chùy oai phong giang hồ. Ông hấp dẫn phụ nữ với vẻ ngoài quyến rũ hào hoa và tinh thần nghĩa hiệp, đã có hai cuộc tình với Hà Hồng Dược và Ôn Nghi. Hạ Tuyết Nghi được miêu tả là đã chết khi bộ tiểu thuyết bắt đầu, và được nhắc đến về cuộc đời của ông trước khi chết bởi những người còn sống, trong đó có Viên Thừa Chí là truyền nhân của ông. Hạ Tuyết Nghi là một trong những nhân vật quan trọng trong tác phẩm Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Cả gia đình ông bị Ôn Lão Lục của phái Ôn gia giết hại. Hạ Tuyết Nghi may mắn sống sót trốn thoát và tìm đến Ngũ Độc Giáo luyện tập võ nghệ trong Kim Xà Bí Kíp, cùng với Kim Xà Kiếm là bảo vật trấn bang của Ngũ Độc Giáo. Trong lúc thâm nhập lại vào Ngũ Độc Giáo để cướp Kim Xà Kiếm trả thù cho gia đình, ông vô tình tìm được bảo vật thứ ba của họ, là một bản đồ kho báu mà sau này đứa con gái ông cùng Viên Thừa Chí tìm thấy đưa cho Lý Tự Thành dùng để nuôi binh khởi nghĩa lật đổ nhà Minh. Mang mối thù không đội trời chung với Ôn gia, ông quyết giết 50 người và làm nhục 10 phụ nữ khác trong gia đình họ Ôn. Tuy nhiên, sau khi bắt cóc được Ôn Nghi, con gái Ôn Lão Tam, ông bị vẻ đẹp bên trong của nàng cảm hóa. Ôn Nghi vì thấy chàng là một nam hảo hán hiệp nghĩa và vốn căm ghét cái xấu xa của gia đình mình, nên nàng đã yêu thầm chàng. Tuy Hạ Tuyết Nghi võ nghệ siêu thâm, nhiều lần bất phân thắng bại với Ôn gia Ngũ Lão, ông đã bị Ôn gia Ngũ Lão đầu độc bằng túy tiên mật trong bát canh hạt sen do Ôn Nghi đưa, mà không biết có độc bên trong chén canh, mang trong mình kịch độc. Nhưng vì bảo vệ Ôn Nghi, chàng đã chiến đấu dũng cảm hết mình, nhưng do chất độc phát tán mạnh trong cơ thể nên dẫn đến suy kiệt, sau đó bị Ôn gia bắt sống cắt hết gân tay, gân chân và trở thành phế nhân, làm mất đi khả năng thi triển võ công thâm hậu của mình. Cuối cùng, trong quá trình giao lại cho họ Ôn bản đồ kho báu giả,
chàng đã thông minh tìm cách thoát thân thành công và sau đó tìm ra kim xà bí kíp bản cải tiến để đấu lại thế trận nhà họ Ôn tiêu biểu là ngũ hành trận pháp. Nhưng không may giấc mộng về cuộc so tài trở lại với nhà họ Ôn đã không diễn ra do ông quyết định tự hạ độc chính bản thân mình. Về sau, Viên Thừa Chí đã vô tình học được bí kíp này và phá giải thành công ngũ hành trận. Hạ Thanh Thanh chính là con gái của ông và Ôn Nghi do nhà họ Ôn không hề hay biết hai người đã âm thầm động phòng hoa chúc với nhau rồi mới có nàng. Ông đã đột ngột mất trong hang núi của phái Hoa Sơn và được Viên Thừa Chí tự tay chôn cất. Hà Thiết Thủ, giáo chủ ngũ độc giáo, cô có một cái móc sắt ở tay phải, giống như tên gọi Thiết Thủ là bàn tay sắt. Cô vô tình gặp Viên Thừa Chí tại ngũ độc giáo bảng doanh và ra sức gây khó dễ cho chàng. Khi gặp Hạ Thanh Thanh đóng giả nam trang rất tuấn tú, Hà Thiết Thủ đã không nhận ra và yêu cô nên quyết định phản bội ngũ độc giáo và rút khỏi kế hoạch ám sát Sùng Trinh. Cô thất vọng khi biết người mình thầm thương trộm nhớ lại là con gái giống mình. Viên Thừa Chí đã thành công trong việc giúp cô cải tà quy chính và thu nhận cô làm đệ tử, đổi tên là Hà Dịch Thủ. Cô cũng xuất hiện lại trong Lộc Đỉnh Ký. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhớ đăng ký kênh để xem được những video mới nhất nhé!